mà ép 188. Đây là siêu phẩm 188. Chị ngày mai kêu là anh Mên coi cái đám lúa cặp với con nam em đi đầu trong này anh chị. Mà nghĩa nói á, đám lúa mà nghĩa nói á. Quá điện thoại tới liên tục luôn. Gì con? Chiếc này thì mình mới gặp lần đầu nha các bạn. Quay gần 6 tháng ở Tây Ninh. Gì con? Cái sơn còn rất đẹp luôn. Gì? Vỏ sau là lên vỏ lớn các bạn. 16.934. Gì là bông gì đã. Đây là lấy cái thớt của chợ Mai Phóng chở luôn. Con. Máy này là còn nguyên luôn hả anh? Chưa đụng tới luôn. Ông Long đụng ông Hải luôn. Nó kêu ngừng lại. Gái em đâu đi học rồi kìa. Thằng đi mất giác thì thằng nào nấy đụng mẹ. Chúng ta hôm nào xưa là đậu rồi. Nó thi đậu tốt nghiệp, nó thi vô cầu từ chị hai chị sẽ học phí hơn chứ. Này là gõ trước là 24. Mất thông số hết rồi. Hả? Chính sình. Bằng gõ sau của mấy chiếc này, bằng gõ sau của mấy con Isuzu. Rồi lên. Rồi lúng thành không. Ở bên đây thành không à? Rồi, chạy lên trên. Cái 188 này thì mình hiếm gặp nha các bạn, thì thêm mà lại nó còn được hai cầu nữa. Cái xe này anh chủ mua cũng mấy năm rồi, 4 năm rồi các bạn. Nhưng mà thời đó anh mua là 230 đó. Đây là xe của anh Long, nhà ở ngã Ba Vịnh nha các bạn. Cái này thì gặp bác cô chắc nhiêu chất. Nhưng mà nãy chắc có khoảng 80 bao là nó bị cái bánh màu một này nè các bạn, nó không quay luôn á, lúc nhấn xình nó không quay luôn á. Anh tính là đổi cái lấy cái một kia mà anh làm biến thôi chạy tiếp. Chứ này hết rồi, chứ này hết rồi, khoảng 40 bao, 50 bao rồi. Ướt quá ướt. Ủa đây ra nước luôn rồi. Đúng quá lúng luôn.
lúc qua lúc các bạn ơi. Bỏ luôn. Mình phải kiếm đường đi các bạn ơi. Lúc đó, đến nỗi là không có đường đi luôn á. Kéo lên. Ô, giày dơ hết rồi. Tính ra thằng này là khoảng bao nhiêu mã lực anh? 185 là nó là 75 rồi đó. Mà thằng này 188 mà nó lại thêm cái cầu trước nữa. Nó mã lực thì cũng ngang nhau thôi, nhưng mà nó nhờ nó mạnh hơn. Nhờ mạnh hơn cái cầu không? Nó có cái này dắt ngon quá ta. Dục nó y như dục chân. Vậy đã dắt nhiều chút hả? Cái bào sao á, có cái dục đứng góc lên. Lưỡi dắt lúa cái lưỡi 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 le tới đất luôn. Thôi. Rồi dọn lên. Lên trên này chở mười mấy bao nữa là ra. Máy phóng hư rồi, sự đang sửa. Ôi ơi, lên đây khu queo luôn. Lên đây đất trắng tươi luôn. Còn bên kia là thì nó ướt chịu không nổi luôn. Chiếc này mua 4 năm trước mà mua 230 là cũng tính là cũng cao hết các bạn. Mà 4 năm trước chắc xe còn đẹp lắm. Xài 4 năm mà giờ thấy còn đẹp nữa. Rồi lấy giày ra. Bốn năm trước lấy cái còn đẹp đó anh. Cài 4 năm mà còn đẹp là 4 năm trước là dữ lắm luôn á. Hai, bốn, sáu, tám, mười, 11 bao nữa xong rồi. Rồi, 5 bao nữa. Rồi, giờ lên đó các bạn. Đó.
xuống gần đây nha các bạn, gần này ngã Ba Vịnh rồi. Cái này hết là 40-50 bao rồi, nên là chở nhẹ. Nghỉ chưa luôn anh? Nghỉ chưa luôn hả? Kéo bên này nè. À kéo bên đó hả? Rồi Vũ, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi bye bye các bạn.